Trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất khi mình đăng video mới. Đó thì các bạn đã thấy rằng là cái tỷ lệ đăng ký kênh của mình rất là thấp, chỉ có 20% thôi. Thế nên là bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh nha. Và nhớ ấn like để giúp Núp có động lực làm những video sắp tới. Ok thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video nào. Hello mọi người, lại là mình đây, là Núp đây. Thì ngày mai chúng ta lại quay trở lại với Mạch Hoa. Và đồng hành cùng với mình đó là Núp Team. Chào mọi người, tin nào hát điên ơi. Hello mọi người. Đó thì hiện tại chúng ta đang có mặt ở trong một cái mini game rất là quen thuộc các bạn ơi, Lucky Block Battle. Đó thì ngày hôm nay bọn mình sẽ bảo vệ dừa với cái Lucky Block có tên đó là RPG các bạn ơi. Đấy, đại khái là chúng ta sẽ trở lên được gọi là chân thực hơn, chiến đấu một cách gọi là sang xịn bịn hơn các bạn nha. Còn như thế nào thì đây, để bây giờ chúng ta sẽ chọn tên trước. Thì hôm nay là mình kim cương đây, đấy, vẫn là kim cương bạn, được là quặng. Đấy thì hôm nay là chúng ta sẽ gọi là chiến đấu một cách gọi là siêu xịn. Đấy, còn xịn như nào bạn thấy không? Vừa vào cái tôi thấy chạy này, úi rồi bạn thấy ghê không? Đấy, còn lộn nhào cho bạn xem này, lộn nhào này. Úi rồi ghê chưa ghê? Quá là ghê. Mặt bạn nhảy lên đấy, nhảy lên, úi giời ơi, này, như đại khái là cái này nó sẽ gọi là chân thực các bạn ơi. Đấy, nhưng các bạn sẽ không quen đâu. Đấy, chết giá rồi, vừa vào cái được cái gì, úi rồi ôi. Đấy, vừa vào cái được nguyên cái cục đá to rồi. Ui, các bạn thấy không, chân thực chưa? Siêu chân thực luôn bạn ạ. Rồi, như... rồi đấy, úi giời ơi, siêu chân thực luôn. Ui, chúng ta có một cái áo giáp xích này. Đấy, đại khái hôm nay là rất là chân thực, đâm ra là úi giời, yên tâm đi bạn. Ui dồi ôi, được cái gì đây? Trời ơi, được một cái gì đó, vũ khí gì Trung Quốc các bạn ơi. Này, như rồi. Úi dồi, úi dồi, úi dồi, trời trời trời. Trời 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 trời. Đấy, liên hoàn bổ luôn bạn ơi. Ghê đấy. Rồi, ok, một cái dìu bạn ơi, tôi chắc là cái dìu chết lại, nhìn thấy rồi. Đây. Úi giời, chết giờ các bạn ơi, quay trở lại trạng thái bình thường đi. Úi giời, để. Úi giời, hình như là mình đang cầm vũ khí, đâm ra nó. Đây, ok. Này, mình gọi là đập lại bạn ơi. Úi giời, cái gì dữ vậy? Mà như tôi đổi sang trạng thái à. Tính ra là mình đổi sang cái trạng thái đập lúc kia, đập block vậy. Mà như cầm vũ khí không đập được lúc kịp block rồi bạn ơi, hỏng rồi, thấy khổ thế đấy. Này, nó khổ thế. Tính ra vứt ra chân thực luôn bạn ơi. Đấy, phải vứt ra đập lại bạn. Úi giời, cái gì đây? Rồi, ok, cái giếng bạn ơi. Ui giời, ui. Các bạn ấy nhìn người lợn này, ui chân thực chưa? Ui, siêu chân thực luôn bạn ơi. Cái này là chúng ta sống ở gọi là kiểu giống như kiểu là mà như một thế giới Minecraft thực thụ ấy. Rồi ok, thấy không, đập ra li ti li ti. À, con kia bị tiêu hút không? Úi trời ơi. Như... rồi ok bạn ơi. Ui trời, được gỗ đây. Rồi chúng ta sẽ được gỗ và đồ ăn. Đấy, mình cứ nhặt đi các bạn, tí nữa chiến đấu xong. Ai mà ui ôi. Ui rồi, mấy bác phù thủy cầm kiếm katana, kiếm kim cương gì ghi như vậy? Như chiến đấu rồi, đến giờ rồi. Liên hoàn bổ ơi, liên hoàn bổ với bác ơi. Thầy chết queo luôn bạn ơi. Ui, mấy bác ghê quá. Ui, mấy bác ghê quá bạn ơi. Chưa gì tôi vừa vào, tôi thấy mấy bác cho ăn hành rồi, này hỏng rồi. Rồi, không sao bạn ơi, chăm chỉ thăm ngàn. Ui dồi, đúng người lợn bạn ơi. Ui, shopkeeper à, ok, không có tiền đâu. Không có tiền đâu, cái gì đây? Cái là lông gà bạn ơi. Ui, cái này nó chân thực quá, đâm ra. Chạy thôi, ai. Ui, đấu Skeleton bắn các bạn ơi. Ui, nóng quá, nóng quá, nóng quá. Nóng quá, các bạn thấy khói trên màn hình luôn đấy. Nhưng siêu chân thực mà. Ui, chúng ta có một cái Netherite bow. Ui, nhưng mà how to chúng ta không có mũi tên để bắn bằng răng. Như, rồi, cuốn sách Enchant. Ui, có thịt này. Ui, có baby các bạn ơi. Chúng ta, biệt đội người lợn. Chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi. Chạy thôi, chạy thôi. Ui, ôi, bắn súng à. Ui, xổi, tôi nghe tiếng sấm sét các bạn ơi. Sấm sét rồi thì như kiểu, nghe như kiểu trời mưa rồi ấy chứ. Toàn quái này, chưa được cái đồ gì đâu đấy. Đúng cũng thế, đúng cũng thế. Ui ôi, mở cửa, mở cửa. Sẽ đánh bị sốc này. Ui, trong này có đại ca bạn ơi, trong này có đại ca mà áo giáp ghê lắm. Thôi được rồi, được rồi, được rồi, bình tĩnh. À, như ở đây toàn cao thủ thôi, cao thủ thôi. Ui dồi ôi, toàn cao thủ thôi bạn ơi. Thôi hay quá, chưa được cái gì. Ui, được cái gì bạn ơi. Dìu, à, như dìu tà lao, cái gì nữa đây. Ok bạn ơi. Tôi sẽ cố gắng là sinh tồn. Ui, các bạn thấy không? Đứng cạnh cái thác nước nghe tiếng nước chảy như thật luôn. Chơi game mà tôi tưởng là như đang ngoài đời thật. Cái gì đây? Ui, một cái bàn chế tạo có thể đánh nhau được à? Đâu xa nào? Ui, chiến đấu nào? Ui dồi, ui dồi. Ghê chứ vậy? Ui, ui dồi. Bàn chế tạo đấy phải ghê này. Đâu, solo không? Đấy, đủ góc nhìn các bạn ơi, chiến đấu này. Ui, nhìn đây. Nhân này, ui. Solo đi bạn ơi. Nhân này. Ây ạ. Giời, chơi lại chơi cung bao giờ không chứ lại phải như solo kiện. À, ôi, tôi cầm quả bàn chế tạo siêu. Tôi cầm bàn chế tạo siêu to khổng lồ luôn bạn ơi. Trời ơi. Skeleton trong này nó cầm kiếm à, nó đúng rồi.
Một đập này, ui dồi, đập đứt người này. Uầy, quá mạnh. Một đập quá ghê bạn ơi. Uầy, ui nhưng mà bạn diễn tạo sắp hỏng rồi. Không ổn, không ổn, không ổn, không ổn các bạn ơi. À, nhưng không ổn, không ổn, ok. Ui, bạn diễn tạo cho mình cái đề kháng này. Khi mình dùng nó cho mình đề kháng. Ui, ui, đề kháng 4 luôn đấy. Ui giời ơi, ok. Thế ra mình vứt cái này ra, mình nhặt vào. Một đội quân xương. Rồi, ok bạn ơi. Ui, cái này thế chứ tôi lại bắt đầu trong trạng thái chiến đấu bạn ơi. Tôi bắt đầu trong trạng thái chiến đấu rồi, tôi phải tắt trạng thái chiến đấu đi. Rồi ok. Đấy thì đó mới gọi là trạng thái bình thường được để chúng ta đập lúc kịp lắc. Ồ. Rồi ok. Lấy chuột, chuột phải là đỡ kiếm được luôn. À thế đỡ à? Tên được. Ai có kiếm đâu mà đỡ tên đỡ kiếm gì thế. Nãy giờ chưa được cái kiếm nào. Ô tí 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 tí. Đây rồi. Ui con. Hả như có nhất thiết phải chân thực đấy không? Có nhất thiết phải chân thực thế không? Thế chứ ui ơi mèo này. Ê ui ui. Này, các bạn thì nhìn thấy mình đứng lại gần gọi là Ender này đấy, nó bắt đầu có hiệu ứng này. Ui, chân thực thật sự bạn ạ. À, có cái này gọi là real life bạn, real life gọi Lucky Block thì đúng hơn. Tôi đổi nhé, tôi đổi đấy. À như ui rồi, là như sao? Ý như nào? Thích thì solo thôi. Thích thì solo thôi. Thích thì solo thôi. Ui rồi, trâu thế. Thích thì solo. Ui rồi anh Dubai mạnh thế rồi, đánh cá chết queo luôn ạ. À. Đánh liên tục luôn. Ui, anh Dubai mạnh thật các bạn ạ. À. Ui rồi, không ổn rồi. Rồi sẽ phải đi kiếm vũ khí vũ khủng như vậy, anh Dubai bá quá rồi. Ok. Đây. Mình nhặt mấy cái này bạn ơi. Đâu đâu đâu. Anh Dubai bá đạo cái này thì. Và như solo thế nào đây? Sao nào? Ui dồi ôi, chưa có. Ui cái gì đây? Có một cái gọi là ui dồi ôi, cái này mặc vào là rồi, như dính đòn đó bạn ơi. Quốc tí kim cương là luôn đó bạn ạ. Ui. Ồ có đèn đồ rai này. Vứt đây. U bài quá. Thôi 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 thôi. Ui dồi ôi, skeleton bone. Trời ơi. À, quá trời là cái thứ dữ không à. Ui gát gát. Ui gát. Ui siêu chân thực, siêu chân thực. À như siêu chân thực các bạn ơi. Rồi. Ôi ơi trời tối luôn rồi. Có cá này, có cá, có vú này. Có cái gì đây, ai đây. Ui chiến binh nào đây. Ui ơi tha bạc, tha bạc, tha bạc chiến binh ơi. Ui đưa chiến binh tha bạc. Ui dồi ôi chạy rồi. Chạy rồi các bạn ơi. Chạy rồi các bạn ơi. Ui. Ui ôi. Ui, cái này nó siêu chân thực các bạn ơi. Rồi, tôi nhận được một cái gì đây? Một cái áo bạn ơi. Ồ. Đấy bắt đầu thời kỳ gọi là có vẻ là khác hẳn hơn rồi đấy. À, chứ thanh niên kia cứ chùi đấy đi. Ui. Thì phá vỡ được block luôn ạ. À, đùa. Ui, luôn chứ con này ghê quá. Ui giời ơi, chứ cao thủ rồi, gặp cao thủ rồi. Ui giời. Ô ô ô ô, mình được di chuyển đi đâu đây? Ờ. Tôi sẽ gọi là đi đào block đá các bạn ơi. Ui. À đâu đi 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 đi. Đúng rồi. À, chế tạo, bàn chế tạo. Ok bạn ơi. Ui, bàn chế tạo có đánh được nhau không? À, bàn chế tạo này không bạn ơi. Cái này chỉ để chế tạo thôi. Ai à, núp xe bác quay bán ở bên này. Tự nhiên được dịch chuyển đây free. Tội gì đúng không? Tội gì đâu ạ? Đào đi, đào đi, đào đi, đào đi. À, hợp lý luôn đấy bạn ơi. Quá chân thực. Ui giời ơi. Có cả sách võ công này nhưng mà không học được. Có cả sách võ công luôn là ảo thật đấy. Đây. Núp xin nhẹ cái block sắp cái quay. Ok bạn ơi. Đấy. Bây giờ chúng ta có thể sinh tồn bên này luôn đi, cần gì đó bạn ơi. Ok, đi, đi, đi. Đây. Kim cương đâu? Kim cương, kim cương, kim cương, kim cương. Nào, kim cương đây em ơi. Đấy, nào kim cương rồi. Ui. À, để nhiều đồ cho người đi chậm nha. À thế à, có cả vũ để nhiều đồ cho người đi chậm với hải. Ui, nó chân thực đến từng gọi là cm à. Đấy, ui, đào kim cương các bạn đâu. Đào kim cương, tôi đào kim cương. Ôi, ui, ôi, ôi. Quá đã bạn ơi. Ui, mốt này là siêu chân thực luôn. Đây. Để mình gọi là kiếm lấy nhiều nhiều kim cương tí. Đào nó vỡ thành từng mảnh thế này là bắt cái gì đây. Đấy. Ui, ui. Ê à. Cứ đào đi bạn ơi. Ui giời ơi. Ui không ai sang bên này à? Đâu đấy con giời nào thích gì sang đây tỉ thí làm tí giao lưu võ nghệ không? Có cái nịt mà giao lưu. À, có cái gì giao lưu. Lúc đã đi đào. Rồi trong mặt cải hai cái đồ mình rồi không? Ờ khỏi khỏi cải luôn. Rồi. Rồi con giời nào. À con giời kia kia Rick bay ở dưới đang đào kia cương này. Ôi giời xuống ơi. Xuống đây. À đây rồi. Chiến đấu đi. Chiến đấu đi. Nào. Chiến đấu đi.
Ây ạ, ui giời, có vũ khí kỳ khô gì mạnh thế. Trời, tưởng thế nào. Ây giời, vũ khí kỳ khô gì mạnh chứ vậy mà. Cái gì bình thường thôi. À thế à, thế sao mình yếu à, chắc do mình yếu rồi, không phải mạnh không. Cày là các bạn ơi, chứ tôi được được là gọi là áo giáp áo sủng chắc bị ghê gớm phất rồi. Ok, đây. Để mình gọi là đổi đấy. Ok, đâu sao. Cày. Dạ chém hai cái. Ui giời, cái gì đây. Ui giời, mắc may mắn toàn ra sliver đấy này, 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 này. Chứ toàn thứ dữ không à. Để tự ra để đi kìa. Ôi trời ơi. Đây. Tè 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 tè. Và mày là ra bên này đập là hợp lý này. Ui giời, cái gì đây. Toàn thứ gì không à, bác may mắn đấy. Bác may mắn 100% đấy các bạn ạ. Thế bạn luôn. Ui giời, tô tem à. Ui giời ôi, toàn thứ gì không à. Ui giời ôi, không ăn thua rồi. Tôi thấy là không ăn thua rồi. Ui dồi ôi, hai con em đấm nhau. Ui dồi ôi, ui dồi ôi, đấm anh kia nhấc người lên đạn sợ quá. Như có thật nhất thiết phải bạo lực thế không? Ui bạn ơi. Dùng quá hoa bay đi nổ bị dính đam ạ. À. Ảo thật. Ui dồi ôi, nó phải chân thực như thế chứ. Ui dồi ôi, chứ tôi thấy là toàn cái gì không các bạn ơi. Ui dồi ôi. Ui có thanh kiếm này rồi. Chúng ta đã có thanh kiếm đầu tiên rồi. Chứ đều có vũ khí thứ hai rồi. Nó phải dần dần, nó phải dần dần các bạn ạ. Anh còn có gì không? Anh à, nói kiến rích sao sang đây được anh? Còn dài có ấy, có cánh gọi là Elytra đây. Anh à, mạnh thế. Quá hiểu. Chú có cái này. Anh hiểu. Dùng cái này. Anh à, đi rồi. Mạnh quá. Thôi được rồi, tôi có thêm một cái vũ khí và một cái rìu chiến các bạn ơi. Đây. Úi giời ơi. Đây, phải đổi chế độ chiến đấu các bạn nhé. Úi giời ơi, bổ một phát tôi có thể chết luôn là. Úi giời. Úi giời. Còn giờ kia ngon sang nhà ai solo nhé. Ngon sang nhà ai solo. Nhìn này, nhìn này, nhìn này. Nhìn này, bố. Úi giời ơi. Bác người dân này. Úi giời, hơi hoa mắt tí thôi. Bác người dân này. Nhuồn. Nhuồn này. Còn đây là gọi là chiêu. Bố. Úi giời ơi. Quá mạnh các bạn ơi. Úi giời ơi. Ui dồi ôi, ui dồi ôi, ui dồi ôi, ui dồi ôi, tuổi, tuổi, xin cái tuổi, chạy như anh hùng luôn, ui, ui như thôi được rồi, từ nha, tôi sẽ bắt vlog sang kia khiêu chiến các bạn ơi, trời ơi, ghê quá, xin, à, những quát trời đồ nó vứt, ui dồi này, ôi, có quả boy này, bố đài luôn đấy bạn ạ, boy này, bố đài luôn đấy, này, trời. Rồi luôn, cái này không ngồi được thì bắt vlog lên. Ok bạn ơi, được rồi. Đó xíu, à con này xuống dài xuống đây à, xuống đây, nhanh nhanh. Xuống đây. Giờ này, ui dồi ôi. Làm cái con giờ kia đi luôn à, ui dồi không tuổi luôn. Đã bảo rồi, kia là không có tuổi đâu. Cái bạn ơi mạnh thế nhỉ? Để bắt vlog này, là chứ. Trời ơi, tôi sẽ bắt block. Đấy con giời, cái không chơi cái bài gọi là từ trên mid nhảy xuống đi bắt block này nhé. Chơi thì chơi. Từ mid nhảy xuống bay nha mà không chơi thế. Không nhảy đâu. Và có pháo hoa mà. Ok, nó phải rõ ràng rành mạch nhá. Ok, đi. Mình sẽ bắt block qua bên này các bạn ơi. À, bá chủ vô địch thiên hạ đây. Không có đối thủ các bạn ơi. Kêu chiến tất cả gọi là các chiến binh. Sao. Úi giời ơi. Có quả vũ khí xịn đó. Úi giời, đẹp trai hẳn các bạn. Ui. Nhòn mạnh thế. Gặp là chiến. Nói thế là vuông. Đúng rồi. Con giờ đó rồi. Ui ôi, dáng đứng bố đời thế nhở. Ui ôi. Ui ôi. À đây rồi. Ta sẽ cầm dìu bạn ơi. Chúng ta sẽ cầm dìu. Ây à. À ném poi bạn ơi. Chó ném à, như. Không, đây là cung. Ném poi. Ném poi. Cung à. À như. Ui. Chém vào gãy cánh luôn mà. Ui chém vào gãy cánh rồi. Bay ra đây rồi mà. Ảo thật. Ồ, đây đâu rồi? À đây rồi nè. Ui. Ui, mạnh thế. Quá mạnh. Tôi đập gọi là. Đúng rồi, con giờ giết đâu rồi, ra đây. Ui giời, ôi đập rồi. Long trời lở đất được bạn đi lại. Muốn đập vậy. À đây rồi. Rồi, đập thêm lại. Ôi trời đi luôn. Con giờ đi luôn à. Ui giời ơi, không kịp ghép luôn. Quá yếu bạn ơi. Đâu qua đây, qua đây. Ui ôi. Mất tối. Quá mạnh bạn ơi. Ui ôi.
Uầy, như phim luôn bạn ạ. Thật sự luôn như phim luôn bạn ơi. Uầy, không có thấy con dài nào đây vậy. Xoài, vá trục quá các bạn ơi. Thằng dài đếm, đếm Ethiopia. Chảy cao đây. Ta đây, ta tới đây. Ui ôi. Chết luôn bạn ơi. Rồi ôi. Thôi bá chủ khu này rồi. Đi bá chủ khu này rồi bạn ơi. À mình cũng có kỹ năng. Có cái gì, có gì ra đây. Ây à, lại sao đây ạ? Con dài lại đây à? Con dài ra đây à? Ok bạn ơi, tôi sẽ sử dụng cái siêu này. Một bộ. Ây à, ui giời ơi. À, chết queo luôn ạ. Ui cái siêu này có vẻ là không ăn thua lắm bạn ơi. Được rồi. Ây con dài có cái cung các bạn ơi, con dài có cái cung bắn ghê thật đấy. Cái cung này là toàn hiệu ứng xấu rồi. Bắn nó lag lắm nha. Ui giời đi. Mình sẽ gọi là đi gọi là đập cái. Đấy. Ui giời ơi. Trời ơi, không mắc may mắn là không chơi nổi. Đúng rồi, mắc may mắn đi. Ui giời. Ui giời ơi. Nhìn tao đây các bạn ơi, giờ này mình mạnh lắm. Thanh kiếm này quá là mạnh luôn đi. Epic à. Cái gì đây? Ui giời. Ui tôi đồ bền hơi lỏng. Ui, chúng ta được cái gì đây? À là cái dương cái mũ cái mặt nạ. À. Uầy. Đúng rồi, đánh đi. Ui giời ơi. Mình có đi thử solo với cả anh Golem không ta? Làm tí à? Giao lưu tí võ thuật các bạn ơi. Lên. Uầy. Bật chế độ tấn công. Chứ bật mà anh đã đánh mình như con rồi. Đây, quay lại các bạn đây, quay lại bật chế độ tấn công của Iron Golem à. Đâu Iron Golem đâu? Iron. Ui giời ơi, Golem vẫn mạnh hơn mình ta chứ. Golem à, đá vài đá rồi mình ngất luôn bạn ơi. À con dài lại sang bên này. Thì thế nào? Chắc chắn là không có cửa, không có cửa, không có cửa, không có cửa. Đã bảo rồi. Mày thế. Không thế có rồi, cửa. Mới rồi, đi test luôn. À đấy ạ. Không có cửa, thấy chưa? Không có cửa. Ui giời ơi. Một bổ anh Golem đi luôn. Ui rồi không thắng được anh Golem bạn ạ. À, anh Golem ghê thế nhở. Thôi được rồi, mình sẽ đập lốt ấy để ra solo với con dài kia đi. Đừng có hỏi lúc đâu rồi. Ui hỏi này, mình sẽ gọi là ấy bạn ơi. Ui dồi ôi, cố gắng kiếm đồ VIP, cố gắng kiếm đồ VIP bạn ơi. Ui dồi, giá được di chuyển đi đâu đây. Ui dồi, xem đánh. Ui dồi, đấu người con gì. Con tào lao bị đào. Ui dồi, con này mạnh thế. Thế à, mấy con người xưa có trang bị thêm cái vũ khí nó mạnh thật. Mà nó bắn nhanh lắm. Ui dồi, đánh hụt nhanh. Ui dồi ôi, nổ in đầu luôn bạn ơi. Và như Creeper nổ on đầu luôn. Ảo thật đấy. Ok bạn ơi, thứ gì không à. Rồi. Ui dồi, đập không ra được cái đồ gì khác các bạn ơi. Và thứ gì không à. Ui dồi, cái gì đây, người Ender à. Cái gì đấy. Ui. Mình sắp chết rồi, nó nhấp nháy các bạn thấy không? Ui, chân thực quá. À, siêu chân thực luôn. Rồi, ok, nhưng mà chắc là tôi sẽ tự sửa. Từ từ thôi. Ui, một đống cái phát sáng này. Ui, giỏi ơi. Ui, hoa này. Ui, ôi, ui, ôi, ui, ôi, bên đội. Ui, ôi, bên đội gọi là phù thủy các bạn ơi. Ui, mạnh quá. Đây, ok bạn ơi, té. Ok, ấy ạ, gãy chân, ấy ạ, chết queo luôn bạn ơi. Được rồi, tôi đã xử lý gọi là biệt đội phù thủy. Biệt đội phù thủy. Ui, bảo rồi, đừng có chọc giận mình các bạn ạ. Đi, rồi. Mấy con dài đi đâu hết cả rồi. Ui dài ơi, quá đây. Đang tìm vũ khí mới. Ây da, đang tìm vũ khí mới à. Thôi được rồi, ok bạn ơi. Chứ mấy con dài này không bắt block qua đây solo. Cứ phải để chờ bạn đây. Chạy thôi. Và như ấy ạ. Đi chậm rồi ấy ạ. Sắp ngỏm rồi. Ui dồi. Biểu hiện của sự sắp ngỏm bạn đây. Ui dài ơi thầy. Người ta còn 4 máu ở đây lao xuống bạn đây. Con dài kia nhá. Không bảo không chơi. Nhảy từ đấy ra nhá. Tôi toàn thấy từ nhảy từ trên rồi xuống rồi. Đâu? Nhảy nhà bay mà. Mà nhưng toàn thấy từ có pháo hoa mà. Ảo thật đấy bạn ơi. Ui giời, cái gì đây? Kỳ băng hà. Ui giời. Kỳ băng hà bạn ơi. Ui mạnh rồi. Ui giời. Ôi thấy toàn cái gì các bạn ơi, kỳ băng hà. Đi.
Ui giời, cả nó bách các bạn ơi. Là thứ dữ không ạ? Ui giời, mãi mới nhặt được thêm một cái gọi là mũ Chí Minh. Đấy, áo giáp. Ui giời, cung tên luôn ạ bạn ơi. Là cung tên luôn. Cái này chúng ta bắn được này. Nghèo. Ui, cung này có căn góc luôn này. Nhìn này, các bạn thấy không? Này, mình bắn này. Ui giời, cái gì đây? Chạy đâu. Đấy, ở đây mưa gió bão bùng quá. Hãy bơi như thật luôn bạn ơi. Ui, xịn quá. Ai à, chết giờ ra đây gặp mấy con su cơ. Rồi, chết tôi rồi. Su cơ. Nhờ mấy anh à, su cơ. Rồi, sao đi rồi, đi thôi rồi. Này, mấy su cơ ghê quá nè. Rồi, đi sang mít chiến đấu bạn ơi. Đâu ai, mấy con dài đâu cả rồi, sang đây. Ta đã sẵn sàng chiến đấu rồi. Ui giời ơi. Ui giời, phi định 3 còn hụt tỉ chịu các bạn ơi. Đánh lén kiên này. Đâu, con dài đây đâu là như. À, quên mất, chưa bật chế độ tấn công là như. Đây, chưa bật chế độ tấn công. Ui chết dở, nó vứt nhầm danh kiếm rồi là như. Làm nào để chúng ta. À đây rồi, ok bạn này lấy rồi. Và quên bà chế độ tấn công thôi. Ui giời, ta tới đây. Kiên quá đều. À tới đây các bạn ơi. Đâu rồi. Đâu con dài gì đâu. Ra đây. À chứ con dài này đang nhấp nháy rồi. Không có tính nha. Ui giời ơi. Không đang nhấp nháy rồi. Đâu thế thì ra đây. Nhanh khẩn trương đấy. Như đang nhấp nháy với chúng tôi à. Đây chúng ta trở thành. Đâu? À con dài lại bay. Ui giời, bay à đâu con dài. Đâu con dài đây đâu đây à? Ủa, sao cái này chạy nhanh thế nhỉ? Bay, không kiểm soát được tốc độ. Bay ơi, ơi. Con dài vũ khí thì đây mà. Sao mình chém vào con dài bị nổ nảy ra ngoài nhỉ? Áo thật đó bạn ơi. Xịt đi à, Kiên đến vét. Ôi thế mạnh thế nhỉ? À sẽ đến rồi đây. Ây à. Tí ra cái này mình phải à, chết giá rồi thôi. Ok bạn ơi, mà như chết queo luôn. À để. Cái diều này nó có hồi chiêu. Diều hồi chiêu à? Chạy tới bạn ơi. Chứ ta tới đây. Ui giời ơi. Chiến binh gọi là cầm thanh kiếm siêu to, đao siêu to khổng lồ siêu mạnh đây. Để bạn ơi. Đâu giải kia đâu, ra đây. Ui trời ơi. Nào. Ui trời ơi, chém cái bay người luôn bạn ơi. Qua của bạn. Ai đối thủ nặng ký đây này. Đâu. Ui giời ơi. Ây, con dài này. Con dài này bắn cung á. Con dài bắn cung á. À nếu con dài bắn cung. Này, ây. Ây. Ui giời ơi, thầy như. Đi. Thế là mình không có áo giáp hẳn hoi bạn ơi. Ôi, tôi biết rồi. Tôi biết tôi cần làm gì các bạn ơi. À chứ cậy ra mấy con dài đứng đấy đấy. Chứ tội gì mình không làm tí này nhỉ. Luôn đi chứ đại. Núp gọi là xử lý cái vấn đề này các bạn nhé. Để ra là mình sẽ gọi là tạm các bạn. Đấy, đi các bạn ơi. Ấy à. Tới đây, ta sẽ tới đây. Ui giời ơi. Tới đây. Ui giời kia đâu rồi? Đấy, chứ tuổi gì đã quay về bạn ơi. Đâu. Ui giời ơi. Ê, vẫn mất cái kiếm ở đây. Kiên không tuổi đâu, đã bảo không tuổi đâu. À, trông đỡ với chúng tôi à. Và như, ngoài bạn thấy kêu 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 kêu. À, đều con dài đối thủ của tôi rồi các bạn ơi. Tới đây. Ui giời ơi. Ui giời. Xuống rồi. Ây à. Ok à, xuống lỗ hết với nhau rồi. Xuống lỗ hết với nhau rồi các bạn ơi. Rồi tôi xuống lỗ đây luôn rồi. Rồi đang đập bình bịch, tim đang đập bình bịch à. À như ăn á. Rồi cơ hội. Đâu cơ hội đâu. Cơ hội xuống đây. Bắn từ xa. Coi rồi. Coi rồi gọi là bắn ơi ai hả? Bắn ai? Đánh lén. Như thôi được rồi, mình tự sát ra đây, mình bị lọt hố rồi. Lọt hố đây là không ăn thua rồi. Chứ đi. Này không cần bạn này, một thanh kiếm là chúng ta đủ chiến đấu rồi. Nào bây giờ đây. À bây giờ gọi là chiến đấu đi. Mình sẽ gọi là chọn cái phương án nào nó hợp lý. Ngoài cái này Protect ở level này. Còn rồi chiến đích. Ở đây một. Ở đây gọi. Đây. Chặn. Ui dồi. Rồi Ken thì gặp nút rồi. Đó quay lại kia. Đâu. Đây. Ui.
Đã bảo ui rồi, solo trực diện là không có tuổi. Lại ui rồi, một hit ngay. Ui, đây kỹ năng ghê đấy. Ui giời, kỹ năng nó phải như thế bạn ơi. Đâu rồi đây 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 này, lại đây lại đây lại đây. Ê, chém gì chém gì, lại đây lại đây. Ui, lại đây lại đây lại đây lại lại đây. Ui, đây thà như tơ ăn đá. Ây à, chạy thôi. Đứng lại lại đây xuống hố rồi. Ui giời ơi này, tôi đang múa kiếm là xuống hố. Chạy quay lại bạn ơi. Đi rồi. Ui nhà quản lý chiến đấu ghê này. Kiên mình lấy này. Nào đây. Ôi cầm nhầm. Thôi được rồi, bây giờ là mạng cuối nha. Bây giờ khỏi cần phá xương này. Bây giờ gạ kèo solo này đâu. Mỗi người một mạng cuối cùng. Nào này này này. Nào lần lượt này, con giời kia hồi phun máu chưa? Ready. Hồi phun máu chưa? Ăn này, cho phép hồi phun máu. Ờ là như cứu chiến bạn ơi. Thôi nha tôi đổ. Ui sỏi nhìn chiến đâu. Thằng chưa? Thằng này chưa? Rồi, 3, 2, 1, con rời chết đồ đi yên nhá. Rồi, để kéo luôn rồi. Ok, rồi, được chưa, được chưa. Rồi, 3, 2, 1, chiến. 2, 1. Ui giời, con rời, ui giời, không kịp ngắt. Rồi, xong một thanh niên đâu. Con rời kia hồi phun máu chưa. Ui giời, phun máu rồi. Con rời này đối thủ mình, các bạn ơi, con rời có quả kiếm có vẻ không chết được mình thôi. Con rời kia không tuổi đâu. Rồi, chiến. Yo. Ui giời. Ui cái này nó phải hồi kỹ năng thì ui bạn không chém này. Mạnh lắm. Ui chém long trời lở đất luôn mà. Ui mà được cái này, cái kiếm này mình thấy nó nặng tí thôi nhưng mà được cái là ui nó chém phát nào lực phát đấy luôn đấy. Trời quá xịn các bạn ơi. Thôi được rồi. Đấy tạm thời là cái cuộc chiến ngày hôm nay đến đây gọi là tạm ngưng các bạn nha. Đấy còn rất là nhiều đồ, những cái món đồ RPG các bạn thấy không à, chứ cái mốt này mình thấy rằng là phải PVP rất là siêu chân thực. Đấy ui quá xịn luôn các bạn ơi, mình cũng không nghĩ rằng Minecraft có thể đạt đến gọi là như thế này luôn. Đấy thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like, nhớ like đăng ký kênh đồ với nha, và đừng quên là qua kênh của tất cả trong lúc tìm. Đấy thì cơ hội nha, còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại, bye bye. Bye.